Bún là thực phẩm được làm từ bột gạo trắng. Bún được bán rất phổ biến. Bạn thường có thể tậu thấy vô thiên lũng các loại bún tươi trong các cửa hàng cũng như trong mọi siêu thị. Giả dụ bạn là một cô nàng chăm chỉ, bạn cũng có thể làm cho bún ở nhà. Bún thường được hài hòa cộng những dòng protein hoặc rau xanh để mang lại lượng calo cần yếu cho cơ thể. Ăn bún thay cơm có giảm cân không hay bún có lạc cứu tinh cho những chiếc bụng rộng rãi mỡ thừa? Hãy cùng Thể Thảo Khỏe tìm hiểu trong bài viết dưới đây nha! Ăn bún có béo không là câu hỏi thắc mắc của đa số các bạn khoái miệng bún nhưng lo sợ bị tăng cân, béo phì. Bài viết sau đây của sẽ giải đáp băn khoăn này của bạn và chia sẻ cách ăn bún không sợ tăng cân. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu nhé! 1. Ăn bún có béo không? Ăn bún có béo không khi bún làm trong khoảng gạo có kết cấu và hương vị tinh tế hơn phổ biến so với cơm và hoàn hảo cho công thức bún gạo yêu thích của bạn. Xào hoặc súp. Với thành phần calo ít chất béo và không cất gluten, bún cất các khoáng vật đem đến ích lợi cho sức khỏe cũng như hỗ trợ công đoạn giảm béo. 1.1 bún có bao nhiêu calo? Một khẩu phần 100g bún tươi thì cất 110 kcal, theo chỉ số viện dinh dưỡng phân phối. Chỉ số này cũng đựng 3.4g protein, ít hơn 1g chất xơ, gần 46g carbon hydrate và lượng tuyến đường không đáng nói. Ngoài ra, nó có hơn 100mg natri mỗi khẩu phần. Bún tươi được chuyên dụng cho đa dạng nhất với những thành phần khác, cùng với cách nấu bếp, sẽ tác động đến hàm lượng calo, chất béo, protein, carbon hydrate và natri của món ăn khi cuối cộng. 1.2 ăn bún tươi có béo không? Là một carbon hydrate ít chất béo trùng hợp. Bún có thể cung cấp hàm lượng kilocalo cấp thiết cho một bữa ăn mà chẳng phải lo lắng việc nâng cao phổ biến chất béo. Không những thế, cách nấu ăn, cách chế biến có thể khiến tăng đáng nói hàm lượng chất béo. Ví dụ, tiêu dùng bún trong một món xào như bún bò Nam Bộ có thể khiến cho tăng đáng kể hàm lượng chất béo. Để có thể áp dụng hiệu quả biện pháp ăn bún giảm cân, hãy sử dụng bún với súp hoặc hấp với rau tươi để giảm lượng chất béo thiết yếu. Trên thực tiễn, những sợi bún được thu nhận qua hệ thống tiêu hóa của bạn rất chậm, giúp bạn cảm thấy no và trì hoãn sự tiếp nhận chất dinh dưỡng vào máu. Tuy nhiên, chất xơ trong bún có chức năng như một prebiotic. Nó nuôi dưỡng các vi khuẩn sống trong ruột kết của bạn, còn được gọi là hệ thực vật trục đường ruột hoặc microbiota. Trong đại tràng của bạn, vi khuẩn lên men chất xơ thành các axit béo chuỗi ngắn, có thể chống viêm, nâng cao cường chức năng miễn dịch và phân phối những lợi ích sức khỏe khác, hỗ trợ tối đa việc ăn bún giảm cân. Ăn bún có béo bụng không? Khi hàm lượng calo có trong 100g bún chỉ cất 110 kcal, đó là lượng calo hơi thấp, nên việc ăn bún sẽ không lo béo bụng và ăn bún giảm cân là điều hoàn toàn có thể. 2. Cách ăn bún không lo tăng cân. Bún là món ăn rất dễ ăn, dễ tiêu hóa nên được mọi người rất ưa chuộng. Thực tế, có nhiều người có thể ăn bún hàng ngày mà không ngán. Nhưng do bún là thực phẩm giàu tinh bột nên ăn nhiều rất dễ bị tăng cân, béo phì. Làm sao để ăn bún mà không lo béo là nỗi trăn trở của các tín đồ yêu thích bún. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, để ăn bún không sợ tăng cân, bạn nên áp dụng cách ăn bún như sau nhằm đạt hiệu quả như mong muốn. 2.1 Ăn bún tươi. Các tài liệu dinh dưỡng chứng minh, ăn bún tươi sẽ giúp bạn kiểm soát cân nặng, không lo béo lên mà còn hỗ trợ giảm cân khá hữu hiệu. Khi ăn bún tươi, bạn không nên sử dụng quá nhiều các thực phẩm ăn kèm nhiều đường, chất béo và tinh bột. Thay vào đó, bạn nên ăn bún tươi cùng với rau củ quả chứa nhiều chất xơ, vitamin, giúp cung cấp đủ dinh dưỡng lại giúp giảm cân nặng. 2.2 Ăn bún gạo lứt. Có một cách nữa giúp bạn ăn bún hoài mà không tăng cân chính là sử dụng bún làm bằng gạo lứt. So với gạo tẻ trắng, gạo lứt có hàm lượng calo thấp hơn, lượng chất xơ dồi dào, có tác dụng giúp bạn giảm cân. 2.3 Chọn thời điểm ăn bún thích hợp. Chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, do đặc điểm và thành phần của các loại bún, bạn chỉ nên ăn bún vào bữa sáng hoặc bữa phụ, đồng thời kết hợp giảm khẩu phần ăn ở các bữa ăn chính nhằm tránh dư thừa calo. Nếu ăn bún vào buổi tối sẽ khiến bạn bị đầy bụng, chướng bụng, không tiêu hao hết năng lượng, làm tích tụ mỡ thừa, gây béo bụng, tăng cân. Theo đó, để đảm bảo sức khỏe và phòng ngừa tăng cân thì bạn nên ăn bún vào 2-3 bữa sáng, tuần.
3. Lưu ý khi ăn bún giảm cân. Nhìn chung, bún là món ăn chứa nhiều tinh bột, calo nên rất dễ bị tăng cân. Để ăn bún không lo bị béo, bạn cần lưu ý một số điều quan trọng sau. Những người mắc các bệnh liên quan đến dạ dày, đại tràng không nên quá ăn nhiều sẽ ảnh hưởng không tốt cho đường tiêu hóa. Đối với các trường hợp nữ nặng trên 65kg và nam nặng trên 75kg không nên ăn bún giảm cân bởi nó không mang lại hiệu quả cao, lại khiến cơ thể bị mệt mỏi, suy nhược. Khi chế biến món bún giảm cân, bạn nên hạn chế sử dụng các loại gia vị có thể gây nóng, khó tiêu. 4. Tổng kết. Vậy là, thắc mắc ăn bún có béo không đã được giải đáp khá đầy đủ thông qua bài viết trên đây. Từ nay, bạn đã biết cách ăn bún mà không lo bị béo hay tăng cân rồi đúng không nào? Những kiến thức về cách ăn bún giảm cân của chúng tôi xin kết thúc tại đây. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi.